Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Cũng đã lâu rồi mấy anh em mình chưa thực hiện những cái thử thách cực kỳ khó mà do các bạn fan đặt ra nha các bạn. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều bạn đặt ra những cái thử thách phải nói là cực kỳ khó luôn. Nhưng mà để xem coi. Có mấy bạn yêu cầu mấy anh em mình làm nhà trên không á Vũ. Bởi tôi nói nhiều khi mình không biết phải làm sao luôn á các bạn. Mấy anh em mình đâu phải thần thánh đâu mà làm nhà trên không các bạn. Có mày. Gì ghê hả? Có luôn hả? Chẳng hạn như chúng ta có thể làm nhà lơ lửng trên dây điện nè. Ý tưởng mấy bạn fan đã ghê, mày còn ghê hơn nữa. Chưa đâu mày ơi, cái đó mà nói gì. Có mấy bạn fan kêu mình làm nước hết đu dây điện nữa kìa. Phải nói có nhiều ý tưởng rất là bá đạo luôn các bạn. Tuy nhiên bây giờ có một ý tưởng cũng phải nói cực kỳ bá đạo, nhưng mà mấy anh em mình vẫn có khả năng thực hiện được các bạn. Ý tưởng gì em Phú? Đó chính là thử thách cả ngày ngâm mình dưới nước. Hả? À. Sao mới làm được không? Được. Được. Và ngâm mình dưới nước nha. Anh uống cái gì cũng phải ở dưới nước luôn nha. Dạ. Sao? Suy nghĩ cho kỹ coi làm được không? Được. Chứ anh là anh có ý tưởng làm được đó. Rồi mình hành sự đại tiện sao anh Phú? Trời ơi làm đại đi, có mấy cá dưới nó nghĩa hết chứ gì. Sao mấy đứa sẵn sàng bước vào cái thử thách khó này chưa? Sẵn sàng. Nếu đã sẵn sàng thì ngay bây giờ làm gì? Đi rồi. Let's go. Đây. Cái gì vậy? Đất ơi trời ạ. Tình hình này tao thấy không ổn quá bây giờ. Sáng sớm xuống nước lạnh chết nè. Đeo cream hết. Rồi đồ ơi. Có ơi sao không có ai qua đồ. Cái con đồ buồn. Ngon cho mày đồ. Thành em đang bơi đồ ngon lành. Anh làm gì đó. Em bị mày đứng cái tướng đó chi. Tướng gì mày? Mặt thì ở miền Bắc, mông thì ở miền Nam. Không ra hệ thống gì hết. Trai ra trai, gái không ra gái. Nói tật răng ơi, hãy ra đây cho chui tôi nè. Vô luôn rồi. Cành cây đó đó vô đầu. Bây giờ bắt đầu mấy anh em mình tính thử thách từ sáng đến chiều thôi nha các bạn. Tại vì buổi tối không thể nào mấy anh em mình ngâm dưới nước được. Tối mai già không ai dám ngâm trời. Đúng rồi, tối mai già không ai dám ngâm đâu các bạn. Cái gì? Ủa bộ. Tên tồn. Rồi bây giờ mấy anh em mình đứng dưới nước 24 giờ luôn hả anh Phú? Đang làm thử thách ở dưới nước không lẽ mày lên bờ mày. Rồi ăn uống sao đây bay? Ăn gì mày khùng hả? Dưới nước có gì đâu ăn. Nhìn đó gì ăn gì nữa. Nói thiệt luôn các bạn, sáng sớm đổi xuống nước lạnh quá. Gió còn thổi nữa chứ. Mưa tới nữa rồi. Bình thường tôi bay thử thách 24 giờ tôi bay đổi nước đó. Có lạnh không? Mời giờ la. Còn tao hả? Rất mạnh mẽ nè. Yeah. Lạnh quá. Anh Phú ơi. Sao? Làm gì chút đi, vận động chút đi anh Phú. Chi hả? Tao ngửi nóng. Đứng im chỗ này lạnh chết luôn. Hai thanh niên kia nó vận động quá mức kìa. Lạnh. Nó dìm nhau kìa. Lạnh. Sao lạnh không mấy đứa? Lạnh. Vận động một chút nó sẽ hết lạnh đi à. Bây giờ sao ta? Sao làm mua cá đi anh Phú. Được anh Phú ơi. Lâu lâu mình ăn sushi bữa đi anh Phú ơi. Sao ăn gì? Sushi bữa đi. Ăn cá sống hả? Ok. Trời ơi lâu kiến mà ăn cá sống sao ăn được anh hai. Ý tưởng bá đạo còn hơn mấy bạn fan nữa. Ê đúng rồi đó bày. Chưa ăn sushi cá lóc kiến lần nào luôn á. Hôm nay ăn thử bày. Nghĩ sao trời. Mình mới ăn đi lặng. Chứ đói tụi bay cũng phải ăn à. 5 minutes later. Giờ bắt đầu mấy em mình đi bắt cá ha. Dạ. Giờ mấy em mình sẽ đi bắt cá cho nóng người lên chút các bạn. Đó rồi tiện thể anh có ý tưởng để mấy em mình chế biến anh rồi. Tuy nhiên bây giờ đi bắt cá cái đi. Có gì đựng không anh Phúc? Đúng rồi lấy gì đựng ta. Ừ có cái quần của em kìa anh Phúc. Cái gì chứ? Quần thể dục của em kìa. Đâu? Kìa. Trời ơi. Trời này đừng sao. Cột hai đầu lại. Đây. Trời đất ơi à. Nè thêm đầu này đó là đựng cá thoải mái rồi. Và kể từ đấy tôi không còn thấy chiếc quần thể dục của tôi nữa. Quần rạch xuống. Quần rạch xuống nước thôi. Dĩ quá. Ủa sao cái quần đành xuống nước thui vậy anh Vô? Đây. Đây 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 đây. Rồi cộng quần đi. Ê bay tôi phát hiện ở đây có cái hang nè.
Gì đó? Có không nào? Trời ơi. Trời ơi. Ôi. Ôi. Ôi, con cá này các bạn. Ôi, con cá này có bị đuôi vô anh Phúc. Sao vậy? Nó bị đuôi nhẵn mới bắt được chứ. Rồi giờ đứng đâu giờ? Tôi làm cây. Bỏ con cây. Rồi, bỏ cá vô. Phú ơi, sao? Chú cô nào bỏ con cái rồi, thú nó chết xình rồi, sao mình ăn anh Phúc? Chú quần thành thú lắm nha mày. Có cái gì đừng có lên. Bắn ra, bắn ra, bắn ra. Cái chừng cái ngạnh đó nha. Rồi. Rồi vô. Một em. Thành đi xích gần đây nè Thành ơi. Con này nhả đâu mày? Trời đất ơi, nhả ơi, làm gì lù lù sau lưng con này nhả? Đi tập trung nè. Cũng bò cá kìa. Bỏ đi một chút, anh có cách để nướng mấy con cá này nè. Nhưng mà vẫn ở dưới nước nha các bạn. Để tao chưa qua. Ai qua, đừng có bóp rồi. Đừng có bóp. Đúng rồi. Đừng có bóp. Bóp gì vậy? Đừng có bóp rồi. Cưng bóp gì vậy ơi? Trứng gà. Đâu? Qua đưa trứng cá cho mọi người coi coi. Mày đánh đầu tao mày. Đây các bạn, đây là trứng cá lau kiến nè. Món này coi. Sushi phú ơi, sushi trứng cá. Cái này là sushi trứng cá các bạn. Cá lu miu. Các bạn coi kìa, nó y chang như là trứng cá hồi luôn nha. Không khác một chút nào luôn á. Thanh lên Thanh. Lấy trứng cá một chút mấy này mình nướng anh luôn. Ok. Sao ghẻ dám bơi ra sông lớn không ghẻ? Ê. Sao vậy? Nghĩ em lên luôn. Các con. Đi theo anh, đu lên vai nè. Thanh niên này biết bơi mà nhát quá, bơi đi. Thanh dướng cá kỹ kỹ nghe đi, hồi chế biến sushi ăn đó. Su cái mỏ mày chứ su. Cá nó ngoài thì tao còn dám ăn sushi. Ở trong quần thành thì thôi bỏ không đi. Đây có hang nè. Có không? Em cũng có một cái hang mà không có cá không đây. Mò đi, mò thử coi có không. Nói gì sao chạy được em luôn. Dạ. Hoàng có định luôn. Trời 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 trời. Ẩm ngàn, ẩm ngàn. Ê, coi coi, cho mọi bạn coi con cá vừa. Ủa, đã làm chứ chị. Con coi nè, bà thương mới lùm được con cá nữa. Ủa, cái gì chứ chị em chạy. Hai con. Ủa. Đừng có đùm trứng. Ôi, thật ghẻ đùm trứng đây kìa. Wow. Anh cầm ghẻ lên đây nghe. Sao vậy? Em mò mới cứ luồn luồn như hén ăn không à. Tưởng nó cái hang kêu thờ gì tao mò chứ sao mày. Bởi mày tưởng cái hang mà mày mò tầm bậy tầm bạ, mày bóp bả là chết đó nha. Chết gì mày? Thì chết cái CU của ông Hoài chứ gì mày. Ở con hang nè, dưới chân anh. Ngay chân anh, ngay chân anh luôn. Ngay chân anh thò tỏ, thấy chưa? Okay. Rồi, bỏ, rồi lặn xuống đi. Tôi đang cầm nha. Hang này mới đào ra nè. Quá trời trứng luôn các bạn ơi. Trứng đó nè. Sao nhiều trứng quá vậy? Cá nó sợ nó chạy nó bỏ lại trứng hết nè. Thấy không? Tại nhả luôn. Nhả thả bom dưới không? Con số gì đây? Con số gì đây? Có cá nào không? Sao? Có cá trong hang nào không? Không. Thằng nhã nó sao kia nó đi. Thiệt chứ sao vậy mày? Ủa nó to hơn cái sấu luôn. Ghê hả? Bắt tụi nó đi. Cá gì? Cá lu kiến mà cá sấu nè. Con cá gì bơi dưới nhà? Cá nhỏ nha các bạn, không lớn lắm. Nè nhỏ mở đây chùm chứng chờ bỏ tôi không thấy hả? Bình thường, giống như to nhỏ nó cũ bự nè. Giận tí tôi. Còn tướng hành thì tôi là vật của nhỏ xíu. Còn của mày thì như tỏi ớt vậy. Ê, cũng tỏi là bự nha mày. Để lại. Mấy em mình nãy giờ cũng biết nhất 3 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Cái bờ ở đâu ạ? À? Cũng khá là lăn rồi. Ba con mình đó. Lăn nhỉ? Mặc dù là vận động rất là nhiều nhưng mà cũng cái đó rất là lăn nha các bạn. Lăn không Thành? Mấy này ngâm mình biết chừng nào lạnh anh Phú ơi. Tôi không lạnh luôn hả? Lạnh sao không lạnh anh Phú? Hay nhanh nhúm luôn này các bạn. Cái thử thách này phải nói là rất là căng go luôn nha. Để xem coi hôm nay mấy em mình thử thách coi vượt qua được bao nhiêu giờ đồng hồ mấy em mình ngâm mình dưới nước. Bình thường mấy em mình ngâm cả ngày cũng được nhưng mà ngày hôm nay quá lạnh. Tại bảo đó các bạn thôi giờ âm mưu kìa. Ê, hôm nay đâu có tôi mới không vậy? Chú ăn con cá. Ôi, hai cá đâu? Ê, gì vậy? Bự hơn lần trước luôn, cái bự hơn cá con đẳng luôn. Có không? Đây gai. Trời. Wow.
Ôi ơi, quà thượng sát cá quá. Cứ làm gì vậy Thành? Coi cá. Tưởng nên đưa cái lỗ mũi vô hửi quần anh chứ. Bỏ cá vô không? Mấy con rồi Thành? 4 con. Mẹ cá với trứng luôn nè anh Phú ơi. Có cá không? Có. Cực khổ lắm á. Sao đẳng cấp đi trước không thấy trời? Ây da, ây da. Bây giờ nó đạp trúng. Đâu? Cá này bị tật anh Phú. Đâu? Ôi. Cá này bị gì hả? Cá này bị gì trời? Ai, cá này bị tật mà, ăn được không? Tật béo gì nó là sushi mà. Còn Thanh Niên làm gì chùi chùi vô đây? Thầy nói gì hả? Ủa, lội tới mà anh Phú. Lội vô người anh thì có chứ lội tới. Tạm biệt tụi bay em, tao đi đây. Tạm biệt công chí. Chí Trơn. Phú ơi, đây có hàng hành Phú. Hàng thì có mà đầy nhưng mà quan trọng có cá hay không. Thật sự vậy. Hòa thượng chắc là lặn lì con cá. Vô em đụng cá này anh Phú. Không, đây nè, ôi trời. Ôi trời, ôi trời, con cá nào nè. Ôi, lộn, lộn, lộn. Sao mà hồi ra với cái chú cá. Wow, trời ơi trời. Quá đã. Ôi, cá nhiều quá mua ơi. Nhưng mà không biết nướng được hay không à. Ôi, ở đâu hả? Quá rồi anh Phú. À, nó cầm ngạnh. Cá thồn nó cầm ngạnh từ đâu cá chết. Bắt đầu lạnh rồi đúng không? Hôm nay thử thách của mấy anh em ở dưới nước mà gặp thêm một trận mưa nữa các bạn, phải nói là cực kỳ lạnh luôn. Các bạn coi kìa, môi đầu tím hết luôn nè các bạn. Môi tao bay tím sao bằng tao. Bây giờ chưa rồi mấy đứa, không nói rồi mấy đứa. Chưa cái gì mà chưa anh Phú, nãy giờ môi kéo dài 2-3 tiếng mà chưa dính thôi. Chịu luôn rồi. Quên coi mấy giờ luôn rồi các bạn. Tại trời mưa nó tối chứ không phải là tại ấy đâu, tại chiều đâu. Ê, mày coi đồng hồ đi. Nói chung là mấy em mình đi, chị mang mỗi cái camera theo luôn á. Để em cho. Theo như em suy đó, bây giờ là chắc chắn là 5 giờ, hoặc là chắc chắn là 4 giờ, hoặc là chắc chắn là 3 giờ, hoặc là chắc chắn là 3 giờ. Theo suy đoán như vậy đấy. Mày ngâm nước mà lạnh quá, mày ngáo luôn giờ. Tặng sao tặng. Ôi, một chiếc từ dạ. Tặng đây. Rồi, mưa nữa lại anh Phú ơi. Sao mưa liên tục vậy anh biết? Lý do rất đơn giản. Thêm khi đó là có lý do rất đơn giản, tại vì mây rất là đen. Buổi chiều hôm nay sẽ có mây đen và hôm nay thấy mây đen. Mày nói chuyện mà giống như Thành. Thực chất thử thách này cũng khá là khó nha các bạn. Mưa nữa rồi các bạn ơi. Mà mưa thì các bạn biết rồi đó, cực kỳ lạnh luôn. Mấy đêm mình vượt qua khoảng thời gian cũng phải hơn nửa ngày rồi các bạn. Đi mò cá quá trời luôn, cũng được mớ cá. Ủa có mò cá đâu rồi? Ủa quần em đâu? What? Hôm nay giờ cứ giữ mà. Trời luôn rồi. Nó chơi nãy làm đất em lượm để anh bờ anh Phú ơi. Mày diễn như tao là đảng nhưng mà tao đục rồi mày méo bên kia nha. Trời. Hai tao diễn quá à, mày coi tao với Nhã diễn nè. Nhã, lại đây. Mày ơi, mày đánh thiệt mày. Diễn mày diễn cho thiệt, diễn giả diễn làm gì. Vậy như vậy mày đúng nè anh Phú. Có thể nói thử thách tới đây là cũng khá là rất là tốt rồi các bạn. Không thể nào mấy em mình vượt hơn nữa. Tại vì nhìn tình hình sức khỏe của mấy em thì mình mới tiếp tục được nha các bạn.
thì kể mấy em ở đây làm tê tái hết rồi các bạn ơi. Nếu không dính mưa mấy anh em mình làm tê tối chứ bị thêm mưa. Nhưng mà là cái mưa lạnh quá các bạn ơi, mọi tiếng nó luôn là lạnh bạc. Thôi đi lên mấy đứa ơi. Thôi bây giờ lên mấy em mình nướng cá anh ha. Dạ. Thử thách ngày hôm nay rất là tốt rồi các bạn. Lên trả đi ba bạn lại. Giờ là lúc tận hưởng nha các bạn. Tao không biết tận hưởng hay không, cái mỏ tao tím luôn nè. Các bạn coi mỏ mình lạnh tím luôn nè. Ngâm với nước nguyên ngày sợ thì chứ. Bọn mày tưởng mình mày ngâm nguyên ngày gì, tao cũng ngâm nữa nè. Ngoài trời thì tối thì các bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ đang là 5:08 nha các bạn. Chắc mai mốt mấy anh em mình nhờ các bạn đem ra thử thách nào dễ dễ thôi, thử thách này khó quá. Giờ tranh thủ đốt lửa để sưởi ấm các bạn ơi. Đổ dầu nhiều nhiều vô mày. Con chừng còn cháy nhà luôn mày. Quá đốt lửa lẹ lẹ cho ấm quá. Quá trời lạnh rồi. Gió mạnh dữ. Hả? Ê mày. Tụi bay tập trung vô cho ấm mày. Cái gì giống kẻ người coi vậy không? Ôi đứt nào. Con nhận ấm thấy ghê luôn á. Mày không ấm hơn không? Sao? Vậy thẳng lên cái bếp ngồi bao ấm luôn á. Ê tụi bay chơi đốt giữa nhà đẳng vô hả tụi bay? Không khéo nhà đẳng sáng nhất đêm nay luôn á. Mày bỏ cá đi nướng đi gã. Cá này các bạn. Ui. Con bự nướng chứ giữa. Ủa con gã giỏi với mày. Chứ sao mày mỗi đứa phải làm một việc chứ. Các bạn có biết không, khoa học từng chứng minh cá mà bỏ vô lửa các bạn tự động nó sẽ chín. Bố mày đang nói thật. Và có một điều tụi bay cũng chưa biết. Điều gì mày? Đó là khi chúng ta kẹo chó dại thì chó dại sẽ giết chúng ta. Thật là phải trường các bạn ạ. Đúng là thành lát mà. Và có một điều nữa các bạn có thể chưa biết, đó chính là đẳng là một loài linh trưởng có vú. Sống trên cạn, không ăn cỏ, chỉ ăn động vật và thực vật có ít. Vẽ này làm quéo lông đâu mày. Các bạn coi mấy quạt mini có tiện dụng nè. Wow. Đấy, hồi lửa vô cực mạnh. Chờ. Đúng đích lắm. Nướng lẹ bê ơi, sáng gì chưa ăn gì ra, lẹ đi. Ớn chết luôn rồi nè. Mày đói gì tao không đói gì mà mày nói hoài mày ơi. Sáng giờ uống nước ngon luôn rồi, ăn uống gì nữa. Mà tao có thắc mắc nè tụi bay. Thắc mắc gì mày? Sáng giờ người ngâm mình như nước, tao cũng không thấy đói đó mày ơi. Bao tử mày bị lủng rồi đó. Cá chín nghe các bạn, giờ lấy ra. Một con. Con này chưa chín. A few moments later. Cá chín rồi nha các bạn, giờ mấy anh em mình ăn. Cá gì đâu mà nướng đen như sô-cô-la trời. Mà lột cá nó trong trắng mày, trắng như ngọc trinh luôn á. Đây muối mà giặt chanh giặt tắt vô là còn gì bằng nữa trời. Mời các bạn cùng ăn nha. Giờ mấy anh em mình ăn nha các bạn, quá tối quá trễ rồi. Sáng giờ mới được ăn đó trời. Ủa con này bị gì ta? Đây lột răng bên trong thôi nha. À, các bạn có thịt không nào? Mời các bạn nha. Ủa đã. Lột ra thấy nó sạch sẽ chứ đâu mà sợ. Chấm nhiều nhiều vô. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngon nhỉ? Ngọt. Chả có miếng không Phương? What? Thơm mấy ghê luôn các bạn. Sáng giờ lạnh giờ ăn lại cái nó ấm. Kệ vậy bù trừ cũng được các bạn ơi. Mai sao mồi được mấy con cá không chạy về nhà. Đói meo cuối cùng. Như vậy là gọi là đã. Mấy con bay làm lẹ ra thiệt đó tụi bay. 7 con cá tụi bay làm trong vòng 1 phút 30 giây là xong luôn rồi. Mày nghĩ đi, sáng giờ có gì trong bụng đâu. Có mấy con cá thấm thía gì. Ước gì có thêm chục con nó ăn hết rồi. Dễ lắm, tối này mày nhảy xuống sông mà nhóc. Giờ mà mày nhảy nhớ mang da gút giò mày luôn á.